Xin chào quý khách và anh chị, cửa hàng Ngọc Sơn Pen xin giới thiệu sản phẩm sơn xe tải màu xanh dưa hấu mã TH2. Đây là màu sơn 2K2 thành phần được pha kèm với đóng rắn. Một bộ sản phẩm bao gồm 1 lít sơn xanh dưa hấu nguyên hộp và 0,5 lít đông cứng pha kèm sơn đóng nguyên hộp. Sản phẩm sơn xe tải 2K pha sẵn được phân phối bởi Sơn Ô tô Ngọc Sơn, 423 Thanh Bình, Hà Đông. Anh chị có nhu cầu mua xin vào theo link miêu tả của video ở dưới hoặc liên hệ trực tiếp website sonoto.net. Xin cảm ơn anh chị và quý khách hàng. Move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented it. Being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off.